Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 11 giờ của ngày thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023 Và lời đầu tiên của kênh thì đã tôi vẫn xong là các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh, like video, cảm ơn các bác rất là nhiều Kênh thì liên tục đánh sập, À, tôi lại mất tiếp hai kênh nữa rồi chắc tôi là youtuber mà xin lỗi các bác rằng là có thể là mạn phép tự thừa nhận là người bị mất nhiều kênh nhất ở việt nam thế cho nên ấy, ở phần comment à, dưới này thì tôi có để à, tôi có để mấy cái đoạn video xin, à, xin điều không phải đoạn video mà là để cái kênh mới của tôi ở đó à, kênh mới thì vẫn có những cái video clip mới các kênh thì không trùng nhau cho nên các bác có thể cập nhật tức là thông qua hai cái kênh này chúng ta bây giờ phải dùng cái chiến thuật du kích thôi. Xin thưa các bác như vậy. Cảm ơn các bác rất nhiều nha. Và trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa với các bác đó chính là bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến. Nhiều bác thì nói rằng là Hoàng Dôn Mãi nói chuyện quá và quên mất rằng là hôm qua thì Bộ Chính trị đã 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 có một cái có thể nói rằng là đề nghị kỷ luật đối với một loạt và có thể nói rằng là Thanh Hóa nóng rực luôn. Thế thì hôm nay để tôi xin chia sẻ với các bác cái quan điểm cũng như rằng là những cái nhận xét của mình, những cái phân tích của mình về cái vị bí thư tình ủy có thể nói rằng là rất nổi tiếng này với một hot girl, với một hot girl mà tôi mong rằng là các bác vẫn còn nhớ tên của chị ấy thì comment ở bên dưới nha. Xin thưa với các bác, ngày hôm qua thì trong lúc mà tuyên án của chuyến bay giải cứu đâm ra rằng là chúng ta nói nhiều về chuyện đó quá. Thế nhưng á, hôm qua có một cái á, có thể nói rằng là một cái đốt lò có thể nói rằng là rúng động thanh hóa khi mà chính thức là như thế này. Lần trước thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đưa ra cái đề nghị kỷ luật rồi. Nhưng hôm nay á, thì có quyết định kỷ luật. Thẩm quyền nào thuộc Ban Bí Thư, thẩm quyền nào thuộc Bộ Chính trị thì kỷ luật được ngay. Còn thẩm quyền nào thì thuộc về Ban Chấp hành Trung ương thì Bộ Chính trị sẽ đề nghị. Và chúng ta thấy rằng là rúng động thế này. Và có thể nói là tôi sẽ phân tích các bác rằng là rất lo cho cái vị bí thư tỉnh ủy, gọi là nguyên bí thư tỉnh ủy rất nổi tiếng là ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến thì vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đọc đến đây là chúng ta đã thấy rằng là cái mức độ rồi đúng không? Chúng ta có mấy cái nó gọi rằng là là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đó, rồi là đặc biệt nghiêm trọng vân vân. Thế thì ở đây tôi sẽ xin dựa theo các bác để mà phân tích này, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bộ Chính trị thì đề xuất ban chấp hành trung ương xem xét kỷ luật cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa trịnh văn chiến vì vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng tức là mức rất nặng thì uh, liên quan tới lần chữ đã nói liên quan tới flc liên quan tới vụ nhà nai thì một loạt người đã bị đề nghị và ông trịnh văn chiến này á uh, thì uh, thẩm quyền kỷ luật thì thuộc về ban chấp hành trung ương và bộ chính trị nhưng bộ chính trị thì chỉ quyết định được hai mức uh, tổng cộng trong bốn mức bốn mức xin được bốn mức để mà kỷ luật ạ thì bao gồm có khiển trách cảnh cáo khai trừ ra khỏi đảng nghĩa là khai trừ và cái phần mà khai trừ là nặng nhất còn trước đó là cái phần mà cách mọi chức vụ trong đảng thì để nếu mà để quyết định ngay thì bộ chính trị sẽ chỉ ở hai mức là khiển trách với cảnh cáo thôi còn ở mức là cách chức và khai trừ thì thẩm quyền thuộc ban chấp hành trung ương như vậy ông trịnh văn chiến là chắc chắn là có lỗi và theo quy định của của đảng thì ông sẽ bị kỷ luật nhưng cái mức rất nặng ông sẽ nằm ở cái mức rằng là cách chức và cách chức và khai trừ vậy thì mức nào thì với cái câu là vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng thì có thể ông sẽ bị cách cách chức xin thưa các bác cách chức với khai trừ là hai cái có thể nói rằng là rất giận nghĩa là rất dễ để dẫn đến vào lò xin thưa các bác À, bởi vì vụ án thì bây giờ đang điều tra người ta đã xem được một phần rồi thì có nghĩa là ở mức độ là có thể là khai trừ rất nghiêm trọng nhưng khi xem xong nữa rồi người ta thấy rằng là có thể không cần giữ nữa và tiếp tục rằng là ở mức độ khai trừ à, tôi nhớ nhiều năm trước đây có bác đã có một cái comment ở trên một trang facebook nói rằng là kiểu gì nhân quả cũng nhãn tiền thôi đó nhưng mà thôi chúng ta hãy đi hẳn lại để xem rằng là Thanh Hóa nóng như thế nào. Đây là ông Trịnh Văn Chiến, tức là ông đã vi phạm rất nghiêm trọng và đề nghị ban chấp hành trung ương là và khai trừ à, là, là là đề nghị mức án kỷ luật tức là khai trừ hoặc là cách chức. Còn toàn văn này, tại cuộc họp ngày 28 tháng 7 thì Bộ Chính trị đã cảnh cáo Ban Thường Bộ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 15 20 và ông Mai Văn Ninh là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tức là ông Mai Văn Ninh đã bị cảnh cáo luôn theo cái quyền hạn của bộ chính trị, tức là cảnh cáo. Đó. Ban bí thư cũng cách tất cả chức vụ trong đảng đối với hàng loạt cựu quan chức tỉnh này, bao gồm ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư rồi là nguyên chủ tịch tỉnh, rồi Lê Thị Thìn, là vân vân là phó chủ tịch tỉnh, Phạm Đăng Quyền, vân vân, rồi cũng là phó chủ tịch, ông Trịnh Hữu Hùng là giám đốc sở y tế Hoàng Sĩ Bình, nguyên là bí thư và nguyên giám đốc sở y tế, Hoàng Văn Hùng thì là nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Tức là đều bị cách chức. Và như vậy thì ông Trịnh Văn Chiến khả năng cũng bị cách chức. Và theo bộ chính trị thì ban, ban bí thư á, thì ban thường vụ Thanh Hóa là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc. Các vi phạm xảy ra thì do chủ trương đầu tư điều chỉnh kế hoạch một số dự án sử dụng đất của tập đoàn FLC cho chủ trương phê duyệt vân vân thế này đó, rồi sử dụng đất và thực hiện dự án hạc thành thao ơ, đó. rồi là trong công tác cán bộ, rồi là lãnh đạo kê khai công khai tài sản, thu nhập đều là bị vi phạm hết và thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn nước vân để vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước và đã được gây hậu quả vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa là gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại và nguy cơ thiệt hại ngân sách nhà nước vân vân và để nhiều cán bộ là gây nghĩa là vi phạm bị xử lý kỷ luật và hình sự thì gây dư luận xấu trong xã hội và làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương ông mai văn ninh này thì bị cảnh cáo còn ông trịnh văn chiến thì xin thưa với các bác đó trịnh văn chiến nguyên ủy viên trung ương đảng này nguyên bí thư tỉnh ủy này nguyên bí thư đảng đoàn này vân vân rất nhiều chức vụ và ông nguyễn đình xứng thì đã có một cái nhận xét như sau đó là đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tức là đã suy thoái nha các bác đó. đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống ông cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và vân vân đó ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và rất nhiều người ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái câu là đã đã vi phạm tức là đã làm đã suy thoái rồi không phải là mới nữa nhưng bây giờ thì kết luận nhưng còn biểu hiện của ông này thì xin thưa các bác, từ cái thời đó chúng ta đã thấy rất rõ. Đợt đó có một vị đã phải đứng lên để nói giữa diễn đàn rằng là là các cơ quan ban ngành của của của, của Thanh Hóa ấy, đã hoạt động là để bảo vệ uy tín của bí thư tỉnh ủy hay rằng là bảo vệ cái lợi ích của người dân. Bởi vì lúc đó những cái vấn đề của Thanh Hóa rất nổi cộ. Không chỉ là cố hot girl Quỳnh Anh đâu. Không chỉ rằng là là cái vấn đề đất đai liên quan tới FDC đâu và rất nhiều vụ khác nữa và dân lúc đó là rất là bức xúc ở lúc đó rất nhiều người lên tiếng tuy nhiên á thì bộ máy truyền thông rồi rất nhiều người ở đó thì lên tiếng rồi cũng hoạt động nhưng mà với mục tiêu rằng là bảo vệ uy tín của bí thư tỉnh ủy đó thì không hiểu được các vị đó bây giờ nghĩ thế nào thì cả một cái bộ máy ở thời kỳ đó thì bây giờ đã được kết luận và xác nhận thế này còn những người đợt đó mà lên tiếng rồi sau đó rằng là bị xử phạt rồi bị nọ bị kia ấy, thì không biết rằng là các cơ quan có xin lỗi họ hay không bởi vì họ là người đưa ra những ý kiến đó đúng không ạ đưa ra ý kiến đó và để cho dân chúng nhìn thấy được điều đấy và nếu xử lý ngay cái đợt đó thì có lẽ rằng là đã, đã, đã không đến cái ngày hôm nay thế cho nên ý, uy tín thì nó không tự nhiên sinh ra nó cũng không tự nhiên mất đi được nó cũng không phải rằng là trên báo ca ngợi thì tất cả mọi thứ đều có uy tín cũng không phải là bởi vì rằng là người ta nói nọ nói kia mà ông mất uy tín và đó bởi vì rằng là các hành động của các ông bởi vì người dân là cảm nhận rõ nhất những cái điều này. Nếu như mà thật sự rằng trong veo, thật sự là tập sự trong sáng, thật sự là gì đó, thì sẽ không có câu chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế cho nên, ấy, cái câu chuyện rằng là người dân giám sát đến bây giờ rất khó. Những cái tiếng nói của như kênh Cha Cha TV hay một số người khác thì gần như rằng là bị gây khó dễ bốn bề cả ở trong sáng lẫn cả ở trong tối. Tức là nhiều khi có những cái hiển thị rủi ro nó ngập trên đầu thế này Nhưng cũng có những cái nơi trong tối là họ dùng thu nhiều cái thủ đoạn Không chính thức, không chính thống Để mà biệt những cái tiếng nói như vậy Vậy thì chúng ta thấy rằng là càng khẳng định một cái điều Giặc nội xâm thì có một cái gót chân asin Gót chân asin này á, tức là cái yếu điểm á Đó chính là việc sợ minh bạch Sợ minh bạch Và nếu như mà không minh bạch không dám giải trình, không đứng ra đàng hoàng thì rõ ràng chúng ta đặt rất nhiều dấu hỏi về những con người như thế. Liệu đấy có phải là một trong những biểu hiện suy thoái không? Đúng không? Biểu hiện như thế là biểu hiện tự diễn biến không? Đúng không? Thì chúng ta phải thật cân nhắc. Đó. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.